đầu dòng thứ nhất này. Nhà là phải mặt phố. À, được. Gạch cái đầu dòng thứ hai này. Bố là phải làm to. Đánh dấu sao? Siêu to thì lại càng tốt. Đấy. Gạch đầu dòng thứ ba là nhà ít nhất là phải có 3 suất đất. Đúng. Gạch đầu dòng thứ tư á, xe phải là 4 bánh mà coi như là 15 con thì càng tốt. Trời ơi, với cái tiêu chuẩn này á. Con chào mẹ ạ. Ờ. Dạ, chào cháu bác. Ai đấy? Dạ. Ui giời ơi, ôi giời ơi. Khiếp quá cơ. Ờ, sao? Dạ, con giới thiệu với mẹ, đây là bạn trai của con. Hôm nay con đưa anh ấy đến nhà mình để xin phép bố mẹ cho anh ấy được cưới con làm vợ. Dạ vâng ạ. Qua. À, qua. Anh ấy có chút quà. Quà gì đấy? Dạ, một ít củ đậu, ít dứa ngoài kia. Chắn mua ở ngoài chợ Dốc Đình đấy. Quà sang nhỉ? À, thế là cậu hôm nay đến đây là định hỏi cưới con gái tôi. Vâng. Định làm rể của tôi. Dạ vâng. Tôi là tôi đồng ý thôi. Cảm ơn bà. Bình tĩnh. Dạ. Ngồi xuống, nghe tôi đọc từng tiêu chuẩn một. Dạ vâng, bác cứ đọc đi ạ. À, nghe nhá. Vâng. À, là thứ nhất này, nhà là phải mặt phố, phố phải làm to, mà là siêu to thì lại càng tốt. Đấy, và nhà thì ít nhất là cũng phải có đến 3 suất đất, mà xe là phải là 4 bánh, và nhiều xe càng tốt. Em còn có những cái tiêu chuẩn đấy không? Dạ, dạ thưa bác, mấy cái tiêu chuẩn đấy thì hơi khó. Khó à? À. Khó quá ấy, khó quá thì thôi nhá, xe ra. Ra đi, giỏi luôn. Dạ, con xin được nghiêng mình 180 độ. Chào bác. Dạ. Hay lắm. Cái gì? Anh đến đây làm gì đấy? Em cứ để anh giới thiệu. Dạ, con xin giới thiệu với mẹ. Con là lớp heo ạ. Lớp heo, con nhầm lên chữ gì? Dạ, chữ bác Nguyên đấy ạ. Dạ. Trời ơi, không cần giới thiệu, nhưng nhìn cái là ra luôn. Giống không ạ? Giống. Giống hơn nhỉ? Dạ. Thế nhưng mà hôm nay sang là có việc gì đấy? Dạ, hôm nay con sang là để con làm rể nhà mẹ. Hả? Con mang em nó về làm vợ ạ. Anh nói cái gì đấy? Nói cái gì? Vừa rồi con vừa nghe thấy là có cái tiêu chí gì nhỉ? Tiêu chí gì? Đây. Mẹ đọc to lên cho con nghe cả. Đây nghe nhá. Dạ. Thứ nhất là nhà phải mặt phố này. Dạ. Thứ hai, phố phải làm to. Dạ. Siêu to lại càng tốt. Dạ vâng. Thứ ba, nhà là phải có 3 suất đất. Dạ. Đấy. Thứ tư là phải có xe 4 bánh. Dạ. Càng nhiều càng tốt. Như bác đã biết, nhà con là hai mặt phố. Bố con này làm cầm đồ, ô tô thì đi cả chiếc. Sính lễ thì bác không cần biết nhá, nhà con không bao giờ tiếc. Trời ơi, thế đúng rồi, đây là rể của tôi. Em không yêu thì cưới về rồi sẽ yêu. Đấy, rồi sẽ yêu, cứ lo gì. Yêu, dạ. Nhà con nha, ngoài ra có hai cái xưởng sản xuất phân lân lông chảy. Đấy. Ngoài ra nữa thì còn có cái ba cái xưởng là sản xuất thức ăn gia súc gia cầm. Ngoài ra nữa là thôi bác chỉ biết đến thế là nhà con giàu rồi. Giàu rồi. Đấy. Nghe thấy chưa? Là con rể tôi là ít nhất nó phải như thế này, đầy đủ tiêu chuẩn như thế này. Đấy, cậu có không? Cậu có không? Đấy, không nghe tôi gả cho cậu ngay. Quê! Điểm sao? Bây giờ mẹ, ai còn có cái kiểu là... Ôi dồi ôi, cao quá. Em ơi, hay quá tim vàng, một căn nhà nhỏ chỉ là mơ. Thôi! Thưa mẹ, con có một cái tiêu chí mà tất cả mọi người không thể có được. Tiêu chí gì? Dạ, tiêu chí của con. Tiêu chí gì nhưng mà đừng bỏ cái kiểu mà nói chỉ tay bằng người khác ấy nhá. Dạ, tiêu chí của con là dạ con có một cái thai 3 tháng ở trong bụng em ạ. Hả? Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Som Goodly với hoạt chất Canada Bio Gel giúp phòng và đào thải độc tố chì hấp thụ vào cơ thể mỗi ngày, giảm nguy cơ mắc bệnh nguy hiểm. Som Goodly, sản phẩm được phân phối độc quyền bởi Som Pharma. Đây đích thị là nhà thầy rồi. Chị có nhầm không đấy? Đây là nhà thầy bói nổi nhất vịnh Bắc Bộ hay là thầy bói vắng nhất vịnh Bắc Bộ đấy? Nói nhỏ thôi. Hay là thầy bói dở?
đã là đất thiêng, đã là cái người có khí phách thiêng ấy, thì nó phải bí hiểm như này chứ. Trăm năm trăm cõi người ta xem bói Facebook đúng là rất hay. Chỉ cần đánh điện thoại vào đây là báo tin tức nó có ngay trên à. Thầy ở nhà đây. Thôi, con chào thầy ạ. Vâng. Rồi nghe chào. Anh thầy lâu lắm rồi, hôm nay chúng con mới đủ duyên đến để nhờ thầy xem. Vâng. Thầy à, thầy nhìn ở ngoài trẻ hơn chết phây nhỉ. Trẻ thì trẻ mà thầy đẻ khối con thì đi. Đúng rồi thầy ạ. Thầy thấy được chưa? Thế mà mày cứ bảo thầy là thầy lởm. Cái gì? Dạ. Không ạ. Ô, thầy ơi, thầy cho con hỏi là con nghe nói các thánh mới có cái quạt như thế này thôi. Có phải các thánh độ cho thầy không ạ? Cái quạt này á? Ê, nhà thầy bị cắt điện thì tao quạt cho nó mát chứ đi. Cắt điện chứ không phải mất điện à? Ê, hỏi nhiều đấy nhỉ. Thế đến xem hay là đến thu tiền điện mà cứ hỏi. Rồi sao mối thầy, bọn con đến để xem ạ. À. Vâng ạ, đi bọn con xin phép đặt lễ thầy ạ. À. À, nhất là vái thiên địa, nhị vái Facebook. Cho thầy xem số điện thoại cơ nhỉ. Sao phải xin số điện thoại làm gì thầy? Hỏi nhiều đấy nhỉ, xem số điện thoại. Để mà lúc nào mà thánh mà sang tai lai lời là thầy phán cho bọn con. Đúng luôn. Đúng rồi. Ui luôn này này. Béo nhưng mà khéo hơn con gầy. Con lấy cứ xem cho chị con. Con là con tín lắm, thế nên là con có linh cảm mà. Số điện thoại của con nhá. Đọc số điện thoại đi. Cái gì? 222 222 666666. Ui dồi ôi, số đẹp hơn cả số thật rồi. Ôi trời ơi. Dạ vâng ạ. Thế đọc 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 số. À 01696. Con này dùng đầu mượn một số là ít tiền. 704 068 ạ. 06. Rồi. Nhắm mắt vào. Nhắm mắt à? Cả hai đứa. Thầy giao quẻ à? Giao quẻ nhá. Vâng vâng ạ. Thế mày nhận bên nào, chẵn lẻ hay là sắp đôi? Quê chỗ nào? Nội thành hay là ngoại thành? À, con chị em con ở nội thành ạ. Nội thành ấy đi. Vâng. Nội thành mà tiền lại tiền ngoại thành. Rồi. Được chưa thầy? Vừa rồi bị người yêu bỏ thì có buồn không? Ôi dồi ôi, thầy ơi, thầy thiêng quá. Nó không phải khóc. Thầy không cứ nhắc đến là con xúc động, con không kiềm nén được. Ôi, không phải mới có đi học nước ngoài một tháng thôi mà chia tay con luôn đấy thầy ạ. Không phải buồn. Rồi đâu nó sẽ có đó nhá. Vâng, con chăm dự nhiều thầy ạ. Này, chị, đừng có tin vội. Cái gì? Không tin á? Không tin là chiều hôm qua mày trượt môn chết là đúng rồi đấy. Ôi dồi ôi, con lạy thầy. Kỳ này con trượt mấy môn rồi, làm sao thì con không bị học lại bây giờ ạ? Chết chứ, con không tin. Sao mối thầy, con này là nó hay nói linh tinh ấy. Báng bổ ấy. Thế bây giờ bỏ tiền thêm vào, lúc nãy là thầy khởi động thôi. Vâng. Bây giờ mới là cái phần về đích, mới là cái phần gọi là duyên phận. Nó gọi là cái phần mà mộ, rồi phần quan gia trọng lắm trạch. Đấy. Vâng ạ, vâng ạ. Đấy. Chị em con gửi thêm giọt dầu ạ. Thế con bé này dài bao nhiêu? Sao lại phải nói chiều cao ạ? Này, báng bổ nhá. Cứ cãi thầy, chiều cao là nó lao vào cái số phận. Mà cái số phận nó xúc vào tận cái chiều cao. Chứ là bao nhiêu? Dạ con tổng cộng 170cm ạ. 170cm lại để có tầng này. 170cm thì nó phải là một củ 70 cá. Thì nó tỷ lệ với chiều cao. Vâng ạ, vâng ạ. Đi xem thế thì làm sao mà các thánh là phù hộ cho. Nó tỷ lệ. Hiểu chưa? Thế lại thầy đo đã. Thế có đúng là 175cm không? 170 ạ. À 170, thế mà cứ lấy thầy làm chuẩn nhá, để đo nhá. Xem nào. Ở đâu?
cái này ạ. Thôi thầy ơi. Thôi mày đứng im. Đứng im cho thầy xem nào. Ôi được rồi, thầy đo như thế được rồi. Thôi được rồi. Đây, con đây. Ôi con cứ ngồn ngộn như thế, thành tầng như thế thì thôi. Thế là không phải đâu à thầy. Thôi. Con thì thôi. Thế thầy chỉ muốn nói thế này này. Bây giờ là thầy xem ấy, thì là như các con biết rồi. Thầy mua like của thầy là nhiều nhất ở trên Facebook rồi. Thế thì chắc chắn là phải bỏ thêm vào. Thế thì là thầy mua like. Đấy. Thì cứ tập trung vào. Duyên phận thì phải tập trung. Vâng. Hiểu chưa? Vâng ạ. Bây giờ thầy chắc chắn là thầy xem cái gì là chuẩn về cái đấy. Thì chỉ cần đặt thêm một tí vào thôi thì thầy sẽ phán cho. Và thầy phải phán ví dụ thế này để cho biết này. Bây giờ đưa tay ra thầy xem nào. Dạ. Xoe rộng ra. Vâng. Bây giờ lại cụp nó vào. Cụp vào. Giơ hai ngón ra thầy xem. Hai ngón đầu này. Đấy. Thế này là thầy kết luận luôn. Vâng. Con bé này là cái tính ấy là thuộc cái dạng là dễ bảo đấy. Thầy siêu thế. Ai bảo là con đã thân thiện dễ gần dễ tính ấy thầy ạ? Đúng. Sao thầy biết? Thầy bảo gì mày cũng làm nó chả là dễ bảo à? Con bé này đưa tay lên thầy xem. Thế thì thôi, thầy kết luận luôn nhé. Con bé này là người rất khó gần mà rất khó bảo nhé. Sao thầy bảo nó khó bảo? Thì bảo mày đưa tay ra, mày không đưa thì chả là khó bảo. Thầy cái gì ta chả biết. Thầy ơi, có thật là cái gì thầy cũng biết không ạ? Ơ hay, cái gì thầy cũng biết. Gì cái gì thầy cũng biết nhá. Thế thầy mà phán sai thì sao ạ? Thầy mà phán sai nhá, thầy đền gấp hai chỗ này. Thầy nói thật không ạ? Thật chứ. Thế thầy cho con hỏi, pack wifi của đứa bạn cạnh phòng con là gì? Pack wifi á? Tao chịu. Môi trường ô nhiễm, thực phẩm nhiễm độc, làm việc tại các khu công nghiệp, nhà máy tái chế. Gia tăng nguy cơ nhiễm độc gì là nguyên nhân gây nhiều bệnh lý nguy hiểm cho con người, đặc biệt là các bệnh về máu và hệ thần kinh. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sum Goodly với hoạt chất Cannabidiol Gel chiết xuất lông nâu, giúp phòng và đào thải độc tố gì hấp thụ vào cơ thể mỗi ngày, giảm nguy cơ mắc bệnh nguy hiểm do môi trường và thực phẩm ô nhiễm. Sum Goodly, sản phẩm được phân phối độc quyền bởi Sum Pharma.